Vừa qua, Ban chấp hành Hội du học sinh Việt Nam tại trường Đại học Monash tại thành phố Melbourne, Australia đã tổ chức họp bàn, lên kế hoạch và chuẩn bị cho lễ hội truyền thống mang tên Ngày Sửa Ngày Xưa. Đây là lễ hội được tổ chức thường niên dành cho tất cả các du học sinh Việt Nam đang học tập tại nhiều trường đại học ở thành phố Melbourne. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 năm 2016 với nhiều hoạt động như chương trình giao lưu biểu diễn các ca khúc mang âm hưởng dân gian, hội chợ ẩm thực truyền thống, trải nghiệm các trò chơi Việt Nam, v.v. Chương trình dự kiến sẽ tiếp đón hơn 600 du học sinh Việt cùng bạn bè quốc tế tại Melbourne, Australia.